Hana, có chuyện gì sao bà không nói trong lớp luôn đi, hẹn tôi ra đây làm cái gì vậy? Tôi sợ tôi nói trong lớp á, mọi người sẽ biết bà là cái người đi cướp trai của người khác. Bà đang nói gì Hana? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi thích Winner, mà sao bà cứ bám Winner hoài không buông vậy? Cái gì? Ai bám? Rồi ai buông? Bà đang nói gì vậy? Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, tôi là Winner không có gì hết. Không có gì. Không có gì mà ổng đi đánh nhau vì bà. Không có gì mà ổng đi thi nhảy vì bà. Không có gì mà ổng lạnh nhạt với tôi hả? Thì đó là chuyện riêng của hai người. Sao tối ngày bà cứ đổ lên đầu tôi hoài vậy? Bà phải tránh xa Winner ra. Lời nói của tôi đã không đủ trọng lượng rồi. Chẳng lẽ lời nói của mẹ bà cũng vậy luôn hả? Cái gì lời nói của mẹ tôi? Vậy là bà là người nói cho mẹ tôi biết chuyện hả? Ừ, đúng rồi đó. Bà quá đáng lắm rồi nha Hana. Sao tự nhiên lôi mẹ tôi vào chuyện này? Thì tại vì tôi thấy bà nghe lời mẹ bà nhất, cho nên là tôi mới tới, tôi nói với mẹ bà để cho mẹ bà khuyên bà. Thôi được rồi, từ đây tôi sẽ không chen vào chuyện tình cảm của bà với là Winner nữa. Cho dù bà với là ổng như thế nào thì cũng đừng có tìm tôi nữa. Đừng có làm phiền tôi nữa được không? Bà tưởng tôi tin bà hả? Tin hay không thì tùy. Tôi nhắc lại lần nữa, bà đừng có làm phiền tôi, không thì đừng có trách. Việt Thi, Hana, bà làm ơn biến khỏi Winner được không? Lần trước tôi nói cái gì bà không hiểu hả? Ủa chuyện gì vậy? Tôi hôm bữa rồi tôi có gặp Winner đâu. Đừng có giả tạo nữa. Bà có biết là gì bà mà Winner phải bán độ để trả nợ cho bà không? Bán độ? Là sao? Đừng có ngây ngô ở đây. Winner đã phải giả thua cuộc thi nhảy, bán độ để kiếm tiền trả nợ cho nhà bà. Tôi không ngờ bà là một người vậy luôn á Việt Thi. Vì muốn trả nợ cho gia đình bà hả mà bà lợi dụng Winner, biến Winner thành người vậy á. Bà có biết cái chuyện này mà nếu mà bị phát hiện ra là nguy hiểm lắm không? Tôi không có làm những chuyện như vậy. Winner cũng không phải là người như vậy. Đúng, Winner không phải là người như vậy á. Nhưng mà do bà nên Winner mới như vậy á. Tôi phải đi gặp Winner. Đúng rồi đó. Bà không có tư cách gặp Winner. Từ nay bà không được gặp Winner nữa. Nếu như mà tôi thấy bà gặp Winner một lần nữa thôi á, đừng có trách tôi. Bà đừng có như vậy nữa Anna. Tôi phải như vậy. Chứ nếu không á hở là Winner bị bà cướp từ lâu rồi. Tất cả những gì bà nói tôi đã làm theo đúng ý bà rồi, bây giờ bà muốn gì nữa? Tôi nhắc lại một lần nữa, bà tránh xa Winner ra. Bà chính là nguyên nhân cản trở tình cảm của tôi với Winner. Cũng chính là nguyên nhân làm cho ổng không thể nào tập trung vào đam mê của mình được. Bà đừng có mù quáng được không? Tôi thà là mù quáng như vậy. Tôi sai rồi.